Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 1018 ban hành chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050. Bước đi đầu tiên của chiến lược là xây dựng Việt Nam thành một trong các trung tâm nhân lực toàn cầu, từ đó tiến tới xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Và trung tâm nhân lực toàn cầu không chỉ phục vụ cho thị trường trong nước đâu, mà còn cho gia công xuất khẩu lao động về công nghiệp bán dẫn. Để hiện thực hóa chiến lược thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Chính phủ giao triển khai đề án phát triển nhân lực bán dẫn với mục tiêu là đến năm 2030, nước ta sẽ có 50.000 kỹ sư trong ngành này. Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia mà chúng ta hay gọi là NIC hoặc là NIC ấy, được giao một cái nhiệm vụ là quản lý cái chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn vào năm 2030 và định hướng đến năm 2050, cung cấp ngay cho thị trường của Việt Nam và có thể xuất khẩu ra tờ nước ngoài, tận dụng ngay được cái cơ hội dân số vàng của chúng ta. Và chúng ta đang rất là nắm giữ, đang một cái nguồn lực rất là mạnh, đó là con người. Nhưng mà phải được đào tạo, phải được khai thác triệt để, tận dụng. Thì chúng ta đã mở các cái trung tâm nghiên cứu, đào tạo kết hợp với các cái công ty mạnh nhất của trên thế giới về thiết kế bán dẫn. Thì đây là cái mục tiêu rất là chiến lược, rất là tham vọng. Vâng, nói như Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam đang sở hữu lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực trẻ. Thế nhưng phải là những nhân lực có chất lượng cao, được đào tạo những kỹ năng chuyên sâu. Và đây chính là thời điểm mô hình kiềng ba chân, tức là sự hợp tác giữa ba nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp phát huy tác dụng. Sinh viên học lý thuyết thôi là chưa đủ, cần phải được cọ sát với thực tế doanh nghiệp, ngay từ khi còn ngồi trên ghế của nhà trường, để học được đi đôi với hành. Thưa quý vị, trên tay tôi đây là một bảng mạch điện tử được dùng trong những cái thiết bị thông minh, ví dụ như là chiếc điện thoại mà chúng ta hay sử dụng hàng ngày chẳng hạn. Và trái tim của bảng mạch này không gì khác chính là con chip bán dẫn này, dù có kích thước rất là nhỏ thôi. Và nhiệm vụ của các bạn sinh viên ở đây đó là nghiên cứu và thiết kế ra những con chip bán dẫn này làm sao để có thể ứng dụng vào trong thực tế. Huy là một trong các sinh viên tham gia vào thực hành ở phòng nghiên cứu BKIC của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Kết thúc 5 năm học đại học, Huy tiếp tục đăng ký chương trình thạc sĩ ngay tại trường, với quyết tâm theo đuổi ngành công nghiệp bán dẫn. Chúng em cũng có rất là nhiều cái tài liệu từ các cái sách giáo khoa của các nước ở trên thế giới. Bên cạnh đó thì có các cái nghiên cứu khoa học của các cái đơn vị mà nghiên cứu đi trước. Giáo sư cũng có các cái gọi là network ở bên ngoài, có thể là cho chúng em được học hỏi thêm. Thế nhưng BKIC cũng là phòng nghiên cứu vi mạch duy nhất tại trường điện, điện tử thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội. Mong muốn của các giảng viên là sẽ có thêm các phòng thực hành, thí nghiệm theo đúng mô hình sản xuất của doanh nghiệp để sinh viên được cọ sát với thực tế. Trong thời gian chờ đợi, nhiều chính sách kết hợp nguồn lực cơ sở vật chất với doanh nghiệp đã được nhà trường triển khai. Thậm chí trong những cái vấn đề nghiên cứu mà Bách khoa thiếu thiết bị thì hoàn toàn mượn được của doanh nghiệp và làm chung với doanh nghiệp những cái dự án nghiên cứu chung, không còn cái khoảng cách giữa trường học và doanh nghiệp nữa. Những cái khái niệm như là cùng đào tạo, cùng xây dựng chương trình, cùng nghiên cứu, cùng đồng hành, đó chính là cái cùng đấy, không chỉ với sinh viên mà với doanh nghiệp và với nhà nước. Để kiến thức sát với thực tế, để học đi đôi với hành, nhiều tập đoàn bán dẫn lớn trên thế giới cũng đã hỗ trợ Việt Nam tổ chức các chương trình đào tạo thông qua hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC. Trong đó thì có thể kể đến những cái tên như là tập đoàn Cadence, Arm, Marvell, Siemens, Samsung hay là Qvo. Điểm đặc biệt ở đây chính là gì? Là cái sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, và đặc biệt ưu tiên thực hành để giúp cho các cái học viên sau khi hoàn thành cái khóa học sẽ rất là thành thạo với công cụ thiết kế, có khả năng phân tích và tổng hợp thiết kế để sau đó thì có khả năng trình bày thiết kế, và như vậy thì sau qua cái khóa đào tạo này thì các học viên sẽ có thể tham gia ngay vào quá trình tham gia vào dự án mà không cần phải có quá nhiều cái khâu đào tạo chuyên sâu ở tại các doanh nghiệp. Và ngành bán dẫn của Việt Nam đang nóng lên với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn, điển hình như là dự án của Amcor, một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bán dẫn khi đã tăng vốn đầu tư thêm 1,07 tỷ đô vào tháng 6 vừa qua.
Vâng, và không chỉ Amkor đâu mà nhiều doanh nghiệp bán dẫn lớn khác như là Intel, Amkor, Marvel hay NVIDIA thì cũng đã cam kết đầu tư vào ngành bán dẫn của Việt Nam. Do đó, bên cạnh câu chuyện chuẩn bị nguồn nhân lực thì các địa phương cũng đang chuẩn bị kế hoạch để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. 9 tháng qua, tập đoàn bán dẫn Marvell của Mỹ tăng được đến 50% số kỹ sư tại Việt Nam. Kết quả vượt kỳ vọng khi ban đầu, doanh nghiệp dự kiến phải mất đến 3 năm mới tăng được số này. Điều này cho thấy sức tăng trưởng của ngành bán dẫn toàn cầu và khả năng đáp ứng của nguồn nhân lực Việt Nam. Việt Nam trở thành một điểm đến rất là quan trọng của công ty Marvell toàn cầu. Tất cả những dự án lớn, những công nghệ mới nhất đều có thể đang được đưa về Việt Nam để các em kỹ sư có thể làm việc. Thì với cái nhu cầu mà tăng trưởng như vậy thì chúng ta cần cái nguồn nhân lực lớn hơn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư dựng số liệu cho thấy doanh thu ngành bán dẫn toàn cầu đã đạt gần 600 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Sau hơn một năm, chính phủ có nhiều động thái thúc đẩy đầu tư vào ngành này. Hiện nhiều địa phương như thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai đã chuẩn bị các kế hoạch để thu hút đầu tư. Bình Dương sẵn sàng về cái cơ sở hạ tầng cũng như nguồn nhân lực để thực hiện cái thu hút đầu tư về chip bán dẫn. Trong đó chúng tôi sắp tới sẽ thành lập cái khu công nghệ thông tin tập trung, thì nó sẽ thu hút và được những chế độ ưu đãi như công nghệ cao đối với các nhà đầu tư về chip bán dẫn. Các chuyên gia đánh giá, việc tăng cường hợp tác công tư, đa dạng hóa các nguồn lực trong đào tạo, thu hút đầu tư ngành bán dẫn là nhóm giải pháp quan trọng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang nghiên cứu các chính sách về thu hút đầu tư, làm sao để Việt Nam có lợi thế cạnh tranh so với các nước trong khu vực cũng đang tích cực phát triển ngành bán dẫn. Thời điểm hiện nay thì Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đã trình chính phủ cái dự thảo mà quỹ hỗ trợ đầu tư. Trong đó thì có những cái cơ chế để hỗ trợ đầu tư quá trình hoạt động của doanh nghiệp, có các cái cơ chế ưu đãi hỗ trợ đầu tư cho các cái doanh nghiệp đầu tư các cái trung tâm R&D, đặc biệt là trong cái lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Các chuyên gia đề xuất sớm có cơ chế một cửa thực hiện thủ tục đầu tư trong ngành bán dẫn để các doanh nghiệp có thể quyết định đầu tư nhanh, tránh các thủ tục hành chính mất nhiều thời gian. 1 triệu lao động là nhu cầu của thế giới trong lĩnh vực này đến năm 2030, theo Tổ chức Số liệu Thương mại Chất bán dẫn Toàn cầu. Các quốc gia đi đầu đều đang đứng trước bài toán nhân sự. Ví dụ như Mỹ sẽ thiếu từ 70.000 cho đến 90.000 nhân lực, còn Nhật Bản cũng thiếu khoảng 1.000 kỹ sư mỗi năm. Việt Nam đang có cơ hội lớn để trở thành nhà cung cấp nhân lực chất lượng cao cho chuỗi giá trị ngành bán dẫn toàn cầu. Vâng, tuy nhiên đào tạo ngành vi mạch bán dẫn thì cũng cần có sự tính toán và dựa trên những tín hiệu của thị trường, tránh phát triển nóng tràn lan dẫn đến thiếu hiệu quả. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC ngày hôm nay đã cắt giảm lãi suất chính sách ngắn hạn nhằm hỗ trợ nền kinh tế, tiếp nối các đợt cắt giảm bắt đầu được triển khai từ tháng 7. Cụ thể thì PBOC đã giảm lãi suất đối với các hợp đồng mua lại đảo ngược từ mức 1,95% xuống 1,85%. Ngân hàng Trung ương này thì cũng đã bơm 74,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương 10,6 tỷ đô la Mỹ vào hệ thống ngân hàng thông qua công cụ này. Động thái của PBOC được coi là một phần trong các nỗ lực nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn. Giới phân tích kỳ vọng là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất sẽ tạo điều kiện để Trung Quốc nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa mà không gây ảnh hưởng quá nhiều đến đồng nhân dân tệ. Thưa quý vị, ngành công nghiệp ô tô từng là niềm tự hào của nền kinh tế Đức hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn. Ví dụ điển hình nhất là Volkswagen, hãng xe đang phải đối vật lộn với doanh số bán xe điện yếu và đứng trước nguy cơ cắt giảm mạnh việc làm. Chính phủ Đức hiện đang nỗ lực tìm kiếm những giải pháp để hỗ trợ Volkswagen cũng như ngành công nghiệp ô tô. Trong chuyến thăm tới một nhà máy của Volkswagen vào cuối tuần trước, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết chính phủ Đức đang tìm cách hỗ trợ nhà sản xuất ô tô hàng đầu này. Hồi đầu tháng, Volkswagen đã cảnh báo về việc có thể phải đóng cửa một nhà máy tại thị trường trong nước, đồng thời hủy bỏ cam kết bảo vệ việc làm của người lao động trong nhiều thập kỷ, làm dấy lên lo ngại rằng có tới hàng nghìn việc làm đang bị đe dọa. Các cơ sở sản xuất nên được duy trì và mọi nỗ lực cần phải tập trung vào nhiệm vụ này. Việc cắt giảm cơ cấu chi phí không thể đồng nghĩa với việc bỏ qua quyền lợi của người lao động và gây ảnh hưởng tới hoạt động của các nhà máy. Tuy nhiên, tình hình tài chính công căng thẳng, bất đồng thương mại giữa Liên minh châu Âu EU và Trung Quốc về thuế quan đối với ô tô điện và các quy định nghiêm ngặt về môi trường của EU khiến chính phủ Đức không có nhiều công cụ để hỗ trợ ngành công nghiệp, vốn là trụ cột quan trọng của nền kinh tế.
Bộ Kinh tế Đức đang xem xét cách giải quyết tình trạng doanh số bán xe điện suy giảm sau khi chính phủ ngừng trợ cấp cho loại xe này. Lợi nhuận ròng của Volkswagen đã giảm 14% trong nửa đầu năm, trong khi những hãng xe lớn khác cũng chịu tác động tiêu cực. Chúng tôi nhận thấy rằng trong năm ngoái, các khoản trợ cấp cho xe điện đã bất ngờ bị hủy bỏ. Điều này đã khiến số đơn đặt hàng suy giảm mạnh. Và tất nhiên, các chương trình trợ cấp như vậy cần được khởi động lại để củng cố vị thế của nước Đức với tư cách là một địa điểm sản xuất ô tô hàng đầu. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu cho biết, doanh số bán xe điện mới tại Đức trong tháng 8 đã giảm gần 70%, xuống còn hơn 27.000 chiếc. Dự kiến trong ngày hôm nay, lãnh đạo Bộ Kinh tế Đức, Hiệp hội ô tô, các nhà sản xuất và đại diện các nghiệp đoàn sẽ tham gia một hội nghị thượng đỉnh nhằm tìm cách tháo gỡ những khó khăn của Volkswagen cũng như toàn ngành công nghiệp ô tô Đức. Thưa quý vị, để chuẩn bị triển khai thí điểm chi trả giảm phát thải khí nhà kính từ quỹ tài chính carbon chuyển đổi, hỗ trợ thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Đây là nội dung chính của cuộc họp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới đang diễn ra tại Hà Nội. Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định mục đích chính của đề án không phải là bán tín chỉ carbon mà hướng đến việc tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam, phát triển bền vững ngành lúa gạo. Sau hơn 7 tháng triển khai tại một số mô hình thí điểm cho thấy chi phí về giống, vật tư nông nghiệp đầu vào đều giảm 30%, giá lúa và thu nhập của nông dân đều tăng lên, đặc biệt đã đo được hệ số phát thải khí nhà kính. Đại diện đoàn công tác và quỹ tài chính carbon chuyển đổi TCAF cho biết sẽ tổ chức hội thảo để tăng cường nhận thức của các bộ ngành về kinh nghiệm tiếp cận thị trường carbon, đồng thời xem xét khả năng áp dụng quy trình nhu cầu đầu tư để áp dụng biện pháp canh tác giảm phát thải, từ đó đẩy nhanh hợp tác với TCAF. Trước đó, quỹ cũng đã phê duyệt 33,3 triệu đô hỗ trợ cho đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp. Một tin vui với xuất khẩu của nước ta. Ước tính 9 tháng năm nay thì kim ngạch xuất khẩu rau quả đã bằng với cả năm ngoái. Theo số liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan thì ngành đã mang về 5,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 33% so với cùng kỳ. Và không chỉ riêng rau quả đâu mà nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam đều được dự báo sẽ xuất khẩu tốt từ nay cho đến cuối năm khi các thị trường bạn hàng đều rất thuận lợi. Thanh long xuất đi Nhật Bản, bưởi xuất sang Hàn Quốc. Đây đều là những thị trường trọng điểm mang về doanh thu tốt cho doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm nay. Không chỉ củng cố thị trường Đông Á, nhờ lợi thế của các hiệp định thương mại tự do, doanh nghiệp vẫn có thêm dư địa tăng trưởng nhờ mở rộng các thị trường khác. Giá cả mà mình bán ở các thị trường nước ngoài tương đối là ổn định, nó không có biến động nhiều. Tại không riêng gì thị trường Nhật Bản hay Hàn Quốc mà những cái thị trường khác như là Úc, Mỹ hay New Zealand thì đó cũng là những cái thị trường chiến lược của Yasaka hiện tại. Đàm phán thành công đưa sầu riêng đông lạnh vào Trung Quốc hay bưởi được chính thức sang Hàn Quốc. Hàng loạt thị trường chính quan trọng đông dân như Trung Quốc, Hoa Kỳ hay Nhật Bản đều có sự hiện diện của trái cây Việt Nam. Kim ngạch tôi thấy là hàng tháng đều tăng so với năm 2023 là từ 25 đến 30%. Chắc chắn luôn là kim ngạch của Việt Nam chúng ta năm nay sẽ cán mốc 7 tỷ. Ngoài rau quả, xuất khẩu gạo cũng dự báo mang về 5 tỷ đô la Mỹ. Nguồn cung trên thị trường thế giới hạn chế, trong khi nhu cầu nhập khẩu của nhiều quốc gia có xu hướng tăng, chính là điều kiện thuận lợi cho gạo Việt Nam. Khá nhiều các doanh nghiệp cũng đã ký được các hợp đồng giá tương đối ổn, cho nên là cái việc mà giao hàng thì nó vẫn có thể đảm bảo được cái việc giao hàng. Thứ hai là cái lượng thực tế mà chúng ta phải xuất nó không còn bị áp lực như đầu năm nữa, cho nên là chúng ta cũng, các doanh nghiệp Việt Nam thì sẽ cũng không phải lo lắng nhiều. Năm nay thì phải nói là các ngân hàng cũng đã hỗ trợ khá nhiều cho các doanh nghiệp, tăng vốn cho các doanh nghiệp, thế nên cũng là một cái thuận lợi. Theo nhận định từ khối phân tích của VN Direct, với dữ liệu PMI tích cực và số lượng đơn đặt hàng sản xuất mới trong vài tháng qua, đơn vị này duy trì đánh giá khả quan đối với triển vọng xuất khẩu trong những tháng cuối năm nay và nâng dự báo tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của năm lên 15,2% so với cùng kỳ, tức là tăng so với dự báo trước đó. Hoạt động xuất nhập khẩu vượt dự báo được kỳ vọng sẽ phần nào bù đắp cho những ảnh hưởng do cơn bão số 3 gây ra đối với nền kinh tế.